Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tải về và cài đặt phần mềm kế toán MISA mới nhất. Các bạn truy cập vào website làmkế toán.vn. Trong mục thư viện, chúng ta chọn phần mềm kế toán. Ở đây tôi hướng dẫn cài đặt MISA 2021, do đó các bạn click vào chữ tải về phiên bản mới nhất phần mềm MISA 2021. MISA này là MISA SME dùng cho doanh nghiệp. Các bạn click vào chữ tải về. Chúng ta lưu vào một ổ nào đó ở trong máy tính. Tải về xong thì chúng ta giải nén ra và cài đặt. Đây là file mà tôi vừa giải nén ra được. Để mà cài được MISA chạy chuẩn thì trước tiên các bạn phải kiểm tra một số các vấn đề. Thứ nhất là phải kiểm tra về framework.net xem bộ cài đó đã được cài đặt trên máy hay chưa, hoặc là chúng ta sử dụng Win 8 trở lên thì tính năng đó đã được bật hay chưa. Để kiểm tra được thì các bạn vào Control Panel, chọn Uninstall a program, chọn Turn Window Feature. Những cái dòng nào mà có chữ Net Framework thì chúng ta tích hết vào những cái ô vuông của cái thuộc tính này. Tích đầy đủ hết rồi thì các bạn nhấn OK để phần mềm Framework được bật lên. Khi được bật chạy hoàn thành rồi thì chúng ta nhấn đóng lại, và lúc này chúng ta mới tiến hành cài đặt MISA. Tôi click vào MISA 2021, chọn Run. Chúng ta ấn một lần, phần mềm vẫn chưa mục mở ra thì chúng ta ấn nhiều lần. Đến khi nào mà nó chạy được, đang giải nén thì lúc đó chúng ta mới mở được ra. Các bạn click vào tiếp tục, chọn đồng ý tiếp tục. Nếu chúng ta muốn thay đổi ổ cài đặt thì các bạn click vào thay đổi và chọn đến ổ mà các bạn cần thay đổi. Còn nếu không thì theo MISA mặc định ở ổ C. Ở trên máy tính của các bạn sẽ có phần mềm MISA 2019. Thì chúng ta muốn sử dụng cả MISA 19 và cả MISA 21 thì chúng ta không click vào chữ gỡ bỏ phiên bản cũ và nhấn tiếp tục. Còn nếu mà các bạn không muốn sử dụng thì các bạn có thể gỡ bỏ đi. Ở đây tôi cài đặt chế độ máy chủ và máy trạm. Trong trường hợp nếu như mà các bạn muốn thông vào máy chủ thì phần mềm MISA này vẫn có thể sử dụng được. Hoặc là trong trường hợp muốn máy của bạn là máy chủ thì MISA cũng vẫn có thể sử dụng được. Do đó chúng ta click vào cả máy chủ và máy trạm, click tiếp tục và click cài đặt. Chúng ta đợi trong một thời gian ngắn thì phần mềm sẽ cài đặt hoàn thành. Phần mềm báo tự động đóng chương trình, các bạn nhấn đồng ý và click vào OK. Cài đặt MISA SME 2021 thành công. Các bạn click vào hoàn thành, không cần khởi động lại máy tính. Đây là giao diện của MISA SME 2021 chúng ta đã cài đặt hoàn thành. Ở video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tạo mới dữ liệu cũng như là phục hồi dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán MISA. Trong quá trình các bạn cài đặt có vấn đề gì vướng mắc thì chúng ta liên hệ đến hotline của Kế toán Việt Hưng 0988 680 223 để được trợ giúp. Chúc các bạn thành công!